Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diệt nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh trơn biên tập bình minh thời gian ngày 11 tháng 8 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 534 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh dạy Trang 683 Hàng thứ ba Bắt đầu xem từ hàng thứ ba Phẩm này Lại nói rõ Về ngũ thế ác khổ Tuy chỉ nói rõ về sự tướng trên thực tế thì nói rõ ràng viên mạng về nhất tâm. Tâm ủy tức cõi ủy. Tâm ác tức ác thù. Tất cả đều là tự tâm sở hiện. Trong kinh nói, tương tận thấu đáo về hai cõi tịnh và ủy, khiến chúng ta biết mà rời xa. đoạn ở sau là tổng kết của phẩm này phẩm kinh này là nói về chúng sanh tạo ác thọ khổ trong đời ngũ trượt ác thi. tuy trong kinh văn đều nói về sự tương Sự tướng này từ đâu mà có? Trong kinh giáo nói rất nhiều Tất cả phát từ tâm tưởng sanh Cho nên nói Sự tướng Chính là hiển nhất tâm vì tướng là do tâm hiện thức biến từ sự nhìn thấy nhất tâm tâm tịnh sự tương sẽ thanh tịnh tâm ủy tức cõi ủy gọi là đất đai sơn hà đại địa ngày nay chúng ta nói bị nhiễm ô nhiều năm lại đây hoàn cảnh chúng ta sống Chịu sự nhiễm ô rất nặng Nên danh từ hoàn hảo đã xuất hiện Tôi nhớ Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông Hơn 30 năm trước Không nghe đến danh từ hoàn bảo này Danh từ hoàng báo này mới xuất hiện gần đây Hoàn cảnh nhiễm u quá nghiêm trọng Nguy hại đến Sức khỏe của những người dân bình thường Như vậy mới chú ý đến hiện nay chính phủ và nhân dân trên toàn thế giới đều rất quan trọng việc bảo vệ môi trường có thu được hiệu quả chăng có lẽ chi vị học phật biết không có hiệu quả lớn vì sao vậy không làm tốt môi trường tâm lý tâm chúng ta bị nhiễm ô nên hoàn cảnh bên ngoài vĩnh viễn không sạch sẽ được phải bảo vệ môi trường từ đâu phải bắt đầu từ tâm quý vị xem trong phật pháp có tâm thanh tịnh nếu tâm được thanh tịnh thì hành vi của chúng ta sẽ thanh tịnh sơn hà đại địa bên ngoài tự nhiên không bị ô nhiễm nói đến sau cùng vẫn là nói đến nhất tâm nhất tâm đích thực là nguồn gốc của dạng pháp trong kinh hoa nghiêm nói nên quán pháp giới tánh tất cả do tâm tạo tâm thiện không có gì không thiện tâm ác mọi thứ đều ác bởi thì trong phật pháp đại thừa sau cùng đều quy về tất cả mọi thứ đều từ tâm hiện ra chúng ta quan sát tâm hành của hữu tình chúng sanh quan sát hiện tượng của Sơn Hà Đại Địa. Sẽ biết được ở đây là tịnh độ hay là quý độ. Trong kinh nói rõ, rõ ràng tương tận về hai cõi tịnh và ủy. Trong kinh vô lượng thọ Thường đem thế giới ta bà và thế giới cực lạc ra so sánh. Để thấy được sự ô nhiễm của ta bà và sự thanh tịnh của Tây Phương. Chúng ta sẽ biết Từ lý mà nói Cực lạc và ta bà Là một không phải hai Đều là tâm hiện thức biến Chứng minh Cư dân ở thế giới cực lạc Tâm địa thanh tịnh bình đẳng Nên y báo ở đó cũng thanh tịnh trang nghiêm Còn hoàn cảnh cư trú trên trái đất này Cư dân Tâm hành bất thiện Nên thiên tai hiện tiền Vì sao tâm hành chúng ta bất thiện, thiên tai liền hiện tiền? Điều này trong kinh điển Đức Thầy Tôn cũng dạy rất nhiều. Ngài nói, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Tướng là hết thảy mọi hiện tượng, không riêng cá nhân chúng ta, Mọi hiện tượng đều từ tâm sanh Cảnh giới nhỏ Là nói thân thể mỗi chúng ta Thân thể chúng ta tốt hay không tốt Mẫu chốt đều ở tâm lý Tâm tốt thân thể sẽ tốt Tâm không tốt thân thể nhiều bệnh tâm chuyển cảnh giới hoàn cảnh cư trú cũng có liên quan đến tâm hành của chúng ta nếu như tâm hành chúng ta thuần tịnh thuần thiện đó chính là thế giới cực lạc Còn tâm hành chúng ta bất thiện Đó là hoàn cảnh của chúng ta hiện tại Nếu chúng ta hy vọng Hoàn cảnh cư trụ tốt đẹp à, Đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Giáo huấn của Phật Bồ Tát Thật sự có thể tiếp thu Thật sự có thể y giáo phụng hành Thì hoàn cảnh sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp Có thể hóa giải được thiên tai Nên Bộ kinh này đã đối chiếu rõ ràng hai thế giới Khiến chúng ta sanh tâm chẳng ghét Hâm mộ, quan hệ đối với thế giới cực lạc Và hy vọng rời xa địa cầu chúng ta đang sống Nói như cách nói bây giờ là Di dân định thế giới cực lạc Có thể chăng Có thể Không những được Mà còn rất dễ Không phải là việc khó Điều kiện di dân đến thế giới cực lạc Rất đơn giản chỉ có ba chữ Tính, nguyện, hành Thật sự tin tưởng Không có chút hoài nghi Đối với thế giới cực lạc Và Phật A-di-đà Có một nguyện vọng khẩn thiết Tôi rất muốn đi Hạnh chính là trong kinh nói Phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm Quý vị có thể giảng sanh Quý vị nhất định phải biết Phát tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là tâm thanh tịnh Bao nhiêu năm nay chúng tôi chia sẻ trong các buổi giảng nói đến tâm bồ đề tôi đưa ra hai mươi chữ mọi người dễ hiểu hơn thể của tâm bồ đề chính là chân tâm chân thành là thể của tâm bồ đề tác dụng của tâm bồ đề đối với bản thân Tự thọ dụng Chính là thanh tịnh bình đẳng giác Đối với người khác Là từ bi đại từ đại bi Từ Là đem đến niềm vui Bi là bác trừ đau khổ Thấy chúng sanh có khổ nạn chúng ta giúp họ lìa khổ được vui đây gọi là tâm bồ đề nói cách khác người ở thế giới ta bà không có tâm bồ đề nếu có tâm bồ đề thì thế giới này của chúng ta không trở thành như vậy Mặc dù không trang nghiêm như thế giới Tây Phương cực lạ Cũng không thua kém bao nhiêu Tâm Bồ Đề là tâm thuần tịnh thuần thiện Thanh tịnh bình đẳng giác là thuần tịnh Đại từ đại bi là thuần thiện Giúp người khác đạt được lợi ích chân thật không cầu báo đáp đây là thuần thiện giúp người khác có ân nghĩa có điều kiện không gọi là thuần thiện là thiện không thể gọi là thuần giúp người khác vô điều kiện Gọi là thuần thiện Từ đó cho thấy Tâm Bồ Đề chính là tâm thuần tịnh thuần thiện Bồ Tát Hạnh Chính là hành vi thuần tịnh thuần thiện Đây là Điều kiện để chúng ta giảng sanh thế giới cực là Di Đà yếu dại nói Ta bà Tức là cõi ủy Mà tự tâm chiêu cảm nên Tự tâm chúng ta chiêu cảm lấy bất thiện Bất thiện đến cực điểm Gọi là xấu xa Tâm không phải thật sự xấu Tâm bị những thứ dơ bẩn Làm ô nhiễm Cổ nhân có một ví dụ Ví dụ tự tâm chúng ta với vàng rồng nhưng hiện nay vàng rồng ở đâu vàng rồng rơi vào trong hầm phân bị hầm phân này bao dây không thấy được vàng rồng vàng rồng thật sự bị ô nhiễm ư không có quý vị đem nó ra rửa sạch sẽ nó vẫn là vàng rồng ví dụ này rất hay Chứng minh ô nhiễm không phải là ô nhiễm thật sự Chân tâm không bị nhiễm ô Lúc Ngài Huệ Năng khai ngộ nói rất hay Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Đây chính là nói Chân tâm của chúng ta là thanh tịnh Không hề bị ô nhiễm Nhiễm ô là gì? là ý ô nhiễm ý thức trong bát thức là nhiễm ô ý thức nhiễm ô ai ý thức nhiễm ô a lại da a lại da là vọng tâm không phải chân tâm nhưng chúng sanh trong lục đạo Mê mờ chân tâm Nên xưa nay làm việc Đều do A-lại da làm chủ Giọng tâm này làm gì? Vì thế Khiến nhất chân Pháp giới Quả thật báo trang nghiêm Bị méo mò Biến thành luân hồi lục đạo Chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không biết Biết rồi mới ngộ ra rằng Thì ra lục đạo chính là quảy thật bao Thật ra ta bà và cực là không có sai biệt Sai biệt chính là mê và ngộ người ở thế giới cực lạc đều giác ngộ tất cả đều khôi phục bình thường chúng ta mê mê nên mới khiến nó mèo mọ khiến pháp thân thanh tịnh biến thành nhục thân hiện nay Biện nhất chân Pháp giới Thành cõi úy hiện nay Không liên quan đến người khác Toàn là tự mình mê Tự mình biến Tự mình làm Tự mình chịu Mê lâu ngày mê quá sâu nên hoàn toàn không nhận ra chân tưởng sự thật nếu như không được đức phật nói rõ ràng minh bạch cho chúng ta thì làm sao chúng ta biết được chân tướng sự thật này đức phật đã nói rõ ràng chư vị tổ sư cũng khuyên chúng ta Lý ưng yếm ly Theo lý mà nói Chúng ta cần phải rời xa Tức là quả là tình Do tự tâm chiêu cảm Mà tự tâm tình Theo lý giải nên ham cầu Nói cách khác Chúng ta rời khỏi thế giới ta bà Cầu sanh tây phương tịnh độ Đây là việc nên làm Sanh đến thế giới cực lạc Thì tội nghiệp ở đây của chúng ta Quý chính là tội Được rửa sạch Rửa một cách sạch sẽ Thế giờ thì Tây Phương Cực Lạc là tịnh độ mỗi người chúng ta mang theo những thứ dơ bẩn đến nơi đó là cõi pham thánh đồng cư tuy ở đó cũng chưa phải là cõi tịnh thật sự nhưng nhờ công đức bốn mươi tám nguyện và năm kiếp tu hành của Phật A Di Đà gia trì, chúng ta ở cõi tịnh của Phật A Di Đà. hưởng được ánh sáng này điều diệu này trong thế giới của chư Phật cả không có chỉ có thế giới cực lạc chỉ có một cõi này hiển thị ân đức không gì sánh được của Phật A Di Đà đại ân đại đức đến ở đó ngày ngày có cơ hội nghe phật pháp ở thế giới cực lạc đức phật a di đà giảng kinh thuyết pháp chưa từng giảng đoạn Đây là cho chúng ta cơ hội Cơ hội này là gì? Chính là Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Nên đến thế giới cực là Không có ai Không được tam muội Không có ai không khai ngộ Không ai không thành Phật Ở đây tu hành rất tốt nhất định thành công bảo đảm quý vị thành tựu sức mạnh của phật vô cùng lớn người phát tâm đến thế giới cực lạc cũng rất vĩ đại vì sao vậy phát tâm bỏ ác dương thiện Phát tâm này đến thế giới cực lạc Xa lìa ta bà là bỏ ác Giảng sanh thế giới cực lạc là hướng thiện Chúng ta sẽ biết từ trường này tốt biết bao Ngày nay các nhà khoa học gọi là niệm lực Niệm lực này lớn biết bao Mạnh biết bao Những thứ này là tăng thượng duyên Cho chúng ta Giúp chúng ta thành tựu Giúp chúng ta đoạn phiền não Ngay cả tập khí phiền não Khi đến thế giới cực lạc Đều bị đào thải hết Dần hướng lên trên Quý vị xem Từ cõi đồng cư dâng lên đến cõi phương tiện Từ cõi phương tiện nâng cao đến cõi thực báo Cõi thực báo nâng cao đến thường tịch quang đây là lý do vì sao chúng ta đến thế giới cực lạc lý do chính là như vậy nếu chúng ta không chọn thế giới cực lạc mà ở đây tu hành hoặc tu hành ở cõi nước của chư phật khác rất khó Không dễ chút nào Đoán phiền não chứng bồ đề Câu nói này rất dễ Rất đơn giản Nhưng làm được nó quả thật không dễ Chúng ta ở thế giới này Có thể nói là Đáng thương đến tổ cùng Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng ta Đều than Là kẻ đáng thương Lời này là thật Không hề giả dối Vì sao vậy Mê muội quá lâu Mê quá thâm sâu Không ai dạy chúng ta đặc biệt là chúng ta sanh ra trong thời loạn này, loạn thế của chúng ta à, nên nhìn lại có hai trăm năm rồi, rất nhiều đời, hai trăm năm trước là thái hậu từ hy chấp chính bà lơ là coi nhà truyền thống dạy học xưa đến khi nhà thanh mất nước văn hóa truyền thống dạy học giáo huấn của chư phật bồ tát thật sự suy đồi đến nửa thế kỷ gần đây hầu như không còn nữa người của nửa thế kỷ này Nghĩa là người 50 tuổi trở xuống Không những chưa từng thấy Đến nghe cũng chưa từng nghe Tư tưởng của họ bị nhiễm ô Ngôn hành của họ thì càng không cần nói. Phật Bồ Tát từ bi. Ở trong kinh này chúng ta đọc được. Đức Phật vô cùng cảm thán về vấn đề này. Người đi trước vô tri không biết đạo đức, không có ai vậy, không trách được họ. Đối với người hiện nay không hiểu chuyện Không hiểu quy củ Quy củ này là gì? Phép tác tự nhiên Quy là con bà Duyên quy Cũ là quả phương Quý vị xem thước tam giác Góc đứng gọi là cũ cho nên không nương vào quy củ Không thành phương viên Hiện nay không còn quy củ này Đã mất Quy củ của thời cổ đại Chính là ngũ luân ngũ thường Tứ duy bạc đức Hiện nay hoàn toàn không còn Quy củ của Phật Pháp Chính là tam quy ngũ giới thập thiện lục độ Quy củ của Phật Môn Quý vị xem cổ Thánh Tiên Hiền Chư Phật Bồ Tát Quý vị quan sát tương tấn. Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của họ Nhất định không trái tự nhiên tương ưng đây gọi là thánh hiền là phật bồ tát tuy phật bồ tát tha thứ chúng ta chúng ta không học tốt ngài tha thứ chúng ta chúng ta phải biết tự thương yêu mình nỗ lực bổ sung môn này ngày xưa không biết bây giờ gặp được phật pháp gặp được truyền thống văn hóa thì nên tinh tấn nỗ lực học tập phải học cho giống những thứ này không phải để đọc không phải thuộc Không phải nói Quy củ là để thực hành Quy củ chính là cuộc sống hàng ngày Công việc hàng ngày Đối nhân tiếp vật Quy củ là dùng vào những chỗ này Từ đức trong hoàng nguyên quán Câu oai nghi hữu tắc Chính là thể hiện những quy củ này Cho mọi người trong xã hội xem Khiến mọi người bắt chước học theo Đây là cống hiến của chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh là lợi ích chân thật đối với tất cả chúng sanh Đối với Bồ Tát mà nói là công đức chân thật Đối với tất cả chúng sanh mà nói là lợi ích chân thật Nên khi đã hiểu rõ ràng, minh bạch rồi Trong yếu giải ngày ngẫu ích khuyên chúng ta Cầu sanh tịnh độ Vì sao vậy? Vì ghét sự ô uế Cần phải xả bỏ Để đến cứu cánh Không thể không xả bỏ Phải xả bỏ sạch sẽ Nếu có thể rửa sạch sẽ Trong thời gian ngắn Thì thế giới cực lạc là một nơi tốt À, Yêu thích Tịnh độ Cần phải đạt đến cứu cánh Không thể không đạt được Chúng ta cần phải rời xa sự ô uý Phải cầu sự thanh tịnh Đến thế giới cực lạc Thì vấn đề này mới thật sự Đạt được cứu cánh viên mạng Diệu Tông Sao nói Diệu Tông Sao là Tôn giả dạ tứ minh Chú giải kinh quán vô lượng thọ Chú giải của Ngài gọi là Diệu Tông Sao Thủ xã nhược cực Giữ bất thủ xã diệt Phi dị triệt ý nghĩa câu này nói rất thâm sâu bên dưới thiếp bất tùng sự thủ xạ đảng thượng bất thủ bất xạ tức thị chấp ly phế sự Vì sao vậy? Phật Pháp Đại Thừa Nói dạng Pháp dai không Tánh tướng nhất như Lý sự không hay Có lý có bỏ Chính là có phân biệt có chấp trước Như vậy là sai thật sự khế nhập bất nhị pháp môn làm gì có lấy và bỏ lý không sai về lý có thể thông suốt về sự thì sao quý vị chưa đoạn tập khí phiền não chưa đại triệt đại ngộ quý vị là giải ngộ không phải chứng ngộ giải ngộ không đạt được thọ dụng những gì quý vị nói là cảnh giới của chư phật bồ tát nhưng bản thân vẫn khởi tâm động niệm đều bất thiện vẫn đang tạo nghiệp như vậy quý vị học phật pháp đại thừa cũng đang tạo nghiệp Không thể không biết điều này Chấp lý bỏ sự Chấp sự bỏ lý đều là sai lầm Mặc dù bỏ sự Lý cũng không tròn Nếu đạt được Toàn sự tức lý tức lấy cũng tức ly xả cũng tức ly một lấy một bò đều là pháp giới yếu dại nói xử lý viên dùng diệu khế trung đạo phải đọc phải học kinh đại thừa như thế nào Cổ nhân đọc Đại Thừa Không có vấn đề gì Người bây giờ đọc Đại Thừa Vấn đề rất lớn Vì sao vậy? Vì sao khi đọc Đại Thừa chấp lý bỏ sự Vì sao cổ nhân không có vấn đề Cổ nhân từ nhỏ đã đặt rất dựng bốn nền móng đó. Những kinh đại thừa mà họ đọc và sự dung thành nhất thể. Không như người hiện nay học đại thừa lý là lý, sự là sự. Nói về lý hình như rất có đạo lý Nhưng về mặt sự vẫn thường tạo tội nghiệp như xưa Trong lòng vẫn là tham sân si mạng nghi Vẫn là oán hận não nộ phiền Làm việc vẫn không rời được sát đạo dâm vọng tưởng Tuy không sát sanh Nhưng chưa đoạn tận tập khí sát sanh Chưa đoạn ý niệm sát sanh Tuy không có hành vi trộm cắp Chưa đoạn tận tâm trộm cắp Tâm trộm cắp là gì? Luôn muốn chiếm một chút tiện nghi Cho nên Dù lý nói có tốt đến mấy Nhưng hành và lý không tương ứng Tâm hành không tương ứng sau cùng dẫn đọa vào tam đồ Không ra khỏi luân hồi lục đạo Thật sự thông đạt minh bạch Tôi đều đã hiểu Nếu không đến thế giới cực lạc Mà ở đây tu hành Thì không đoạn tận được tập khí phiền nào Nếu quý vị nghĩ đến điểm này Như vậy thì tôi phải đi Tôi đến thế giới cực lạc Thì lý và sự đều viên dung còn ở đây chắc chắn không viên dùng được không phải chấp lý bỏ sự Chính là chấp sự bỏ lý Chấp sự bỏ lý là tiểu thừa Đại thừa là chấp lý bỏ sự Đây là gì? Nghiêng về một bên Không phải trung đạo bồ tát hạnh là trung đạo à, trung đạo, đạo là sao? gì lý sự viên dung nghĩ giới cực lạ là đại thừa là nhất thừa là duyên dung là sự sự vô ngại lý sự vô ngại cảnh giới này mặc dù ở thế giới cực lạc phải phạm thánh đồng cư quý vị sẽ nhìn thấy vì sao vậy công đức oai thần bổn nguyện của phật a di đà gia trì quý vị có thể hưởng thụ được hay nói cách khác sống cuộc sống của bồ tát không phải phàm phu cảnh giới sự sự vô ngại phật di đà ngày ngày dạy học quý vị đến thế giới cực lạ việc học tập sẽ không gián đoạn Bất luận ở đâu Đi đứng nằm ngồi Đều không rời kinh giáo Bất luận ở đâu Quý vị nghe được âm thanh Phật A-di-đà thuyết Pháp Quý vị muốn nghe kinh gì Quý vị nghe chính là kinh điển mà mình nghĩ đến Quý vị muốn học gì những gì quý vị nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được, chính là quý vị muốn học. Nên cực lạc là đạo tràng tu học vô cùng thù thắng. Đến đó để làm Phật. Rất dững dàng. Những nơi khác làm gì có nhân duyên thù thắng như vậy? Quý vị hiểu rõ ràng minh bạch rồi Mới thật sự phát tâm Cầu sanh tịnh độ Thật sự phát tâm Bây giờ chúng ta ở đây học tập Sẽ rất dụng công Học rất như Pháp Đây là điều khẳng định Ngày nay chúng ta nói là như Pháp tu hành Thì cần phải bắt đầu thực hành từ bốn nền móng căn bản quý vị sẽ rất siêng năng rất nỗ lực thực làm nếu không giống bốn nền móng này là đang làm gì quý vị đang nghiên cứu phật học quý vị ở thế gian này học tập tương lai có thể trở thành nhà phật học có thể lấy được học vị tiến sĩ phật học quý vị có thường thức phật học rất phong phú nhưng không thể khai mở trí tuệ không đạt được tam muội không đạt được trí tuệ tương, tương lai giống như thầy lý thường nói phải sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó nghĩa là nói quý vị vẫn luôn hồi lục đạo như cũ Thanh tử sở học một đời cũng không bằng bà cụ chân thành niệm phật bà cụ đó rất có thể đã giảng sanh về thế giới cực lạc nhưng công phu nghiên cứu phật học của quý vị vẫn phải trôi lăn trong luân hồi lục đạo như vậy là sai thật sự sai lầm chúng ta nghĩ đến điều này không thể không thực hành thực hành phải chịu khổ vì sao vậy? Sửa đổi tập khí Không thể tùy tiện Thay đổi tập khí rất khổ Nhưng khổ như vậy cũng đáng Thay đổi mới thật sự có thể giảng sanh Không thay đổi mà vẫn tùy thuận tập khí Thì không thể giảng sanh Nên nhớ Đới nghiệp giảng sanh, không đới nghiệp hiện tiền. Câu này rất quan trọng. Đây là Tổ sư thường nói. Phẩm này, chúng ta chỉ học đến đây. Chúng ta xem tiếp phẩm sau. Phẩm 36, Trung trùng hối miệng. Phẩm này... Vì chiếc phục ác nghiệp của chúng sanh Mà thị hiện giáo quấn Khuyến khích Đầu tiên là nói rõ về ác nhân ác quả Khiến biết mà sợ hãi Ở sau vậy chúng ta đoan chánh thân tâm Không quên công phu Để tránh thất bại hối hận Chúng ta xem Kinh Văn Phật cáo di lạc Ngô ngữ nhữ đẳng Như thị ngũ ác Ngũ thúng ngũ thiêu Triển chuyển tương sanh Cảm hữu phạm thử Đương lịch ác thủ Hoặc kỳ kim thế Tiên bị bệnh ương Tử sanh bất đắc Thị chung kiến trì Hoặc ư thọ chung Nhập tam ác đạo Sâu thống khốc độc Tự tướng tiều nhiên Đoạn này Hoàng niệm tổ chú dạy Hữu Minh Nói rõ Ngũ ác Ngũ độc Ngũ thiêu Là quả do tướng sanh Ngũ ác là quý vị tạo Chính là phá năm giới thập thiện Sát đạo dâm vọng tử Trong thập thiện thêm vào ác khẩu ý ngữ lưỡng thiệt À, ý, ý ác là tham sân si Những thứ này chưa đoạn à, Ngũ thống báo. là hoa báo Chúng ta nói đến quả báo hiện đời Ngũ thiêu là khổ báo tam đồ trong tương lai Ngũ thiêu trên thực tế là chỉ địa ngục Nhân quả tuần hoàng Gọi là tương sanh Tâm hành bất thiện Chiêu cảm quả báo bất thiện Để gọi là tai quả, xử làm tự chịu Gia tường sự nói Triển chuyển tương sanh Là nói rõ gì tam độc Không trừ ác, ác bất tuyệt, quả khổ không ngừng. chúng ta không thể không biết chúng ta sống trong đời này có thể nói là sanh gặp thời Chúng ta sống trên thế gian này Trong đoạn thời gian này là việc tốt Không phải việc xấu à, Yên tai đối với chúng ta mà nói Là nghịch tăng thượng duyên Vì sao vậy? Vì con người sống trong khổ nạn Dễ giác ngộ Dễ quay đầu phật pháp có câu phú quý học đạo là khó ví dụ này là quẩy trời phước bao lượng nhiều vui ít khổ nên họ không muốn học đạo rất khó phát tâm xả ly ta bà cầu sanh tịnh độ họ cảm thấy cuộc sống của họ hiện tại rất tốt họ sống rất vui rất tự tại rất vừa ý hà tất phải cầu sanh tịnh độ tâm họ không phát ra được dễ phát tâm nhất chính là cõi người cõi người khổ nhiều vui ít gia đình bình thường họ cảm nhận rất sâu sắc về khổ và vui nếu nghe nói có một nơi có thể lìa khổ được vui họ dễ động tâm dễ hướng theo ở đây đức phật nói rất rõ ràng tam ác tam độc tam độc là tâm tham sân si tam ác là sát đạo dâm nếu không trừ sạch những thứ này thì không bao giờ đoạn tận được ác Vì sao vậy? Khi gặp duyên Họ sẽ tạo ác Tạo ác Ở sau sẽ có quả khổ Quả báo này ở đâu? Ở trong tam độ Dâm dục là Đường quỷ Đó là thuộc về tham, tham ái Là đường ngạ quỷ Sơn nhuế Là đường địa ngục Ngô si là đường súc sanh Ba loại ác niệm này lớn nhất Nên họ rất dễ đọa vào ba đường ác mà thời gian đọa vào ba đường ác rất dài Chịu hết quả báo trong ba đường ác Giống như người nhân gian phạm pháp Chịu hình phạt suốt 10 năm Mãn hạn tù được ra Ra khỏi là vào nhân gian đến cõi người như thế nào họ lại tạo nghiệp vì sao vậy vì tập khí của họ vẫn còn chưa đoạn thời gian của cõi người ngắn chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm mà tạo rất nhiều tội sau khi chết lại đọa do tám đô như trong kinh địa tạng nói quỷ vương nhìn thấy tội nhân rơi địa ngục trở lại nhân gian nhưng sao lại trở lại nữa rồi chính là ý này thời gian của ba đường lành ngắn thời gian của ba đường ác dài không ai biết được điều này nên chúng sanh không giác ngộ nếu chúng ta không gặp được phật pháp trong truyền thống văn hóa không nói sâu sắc như vậy Không rõ ràng như vậy Cho nên trong luân hồi lục đạo Truyền thống văn hóa không giúp được nhiều Vì truyền thống văn hóa chưa đoạn dục Chưa đoạn dục Dù cho làm nhiều việc tốt Sang lên quả trời cũng chỉ là trời dục giới mà trời dục giới phổ biến nhất chính là tử dương thiên và đau lợi thiên dạ ma thiên trở lên rất ít dạ ma thiên trở lên cần phải tu định còn có một chút trí tuệ chỉ dựa vào hành thiện tích đức tu phước cao nhất chỉ đến trời đau lợi Chúng ta phải hiểu đạo lý này Không ra khỏi luân hồi lục đạo Thì đó không phải là biện pháp Lìa cứu cánh khổ đạt cứu cánh lạc Ở trong tình huống hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, ngoài việc cầu sanh tịnh độ ra, không có con đường thứ hai. Chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong kinh này, số lượng lớn như vậy, vậy chúng ta điều gì đoạn ác tu thiền làm tư lương để giảng sanh cũng chính là làm điều kiện để cầu giảng sanh không có điều kiện này thì không được ở thế giới đó là thiện nam tử thiện nữ nhân Trước tiên chúng ta phải lấy được điều kiện này à, trên Nguyên tắc chỉ đạo thông cao thông nhất thông của tịnh Tông thông Là tình nghiệp tam phước Từ phẩm 32 đến phẩm 37 Trên này nói về giới luật Sáu phẩm kinh nói về giới luật Đều khi chúng ta đoạn ác tu thiện Điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước Hiểu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp Chúng ta đem nó thực hành Trong đệ tử quy Cảm ứng thiên Hợp thiện nghiệp đạo Sa di luật nghi Thực tế sa di luật nghi là điều thứ hai Thó trì tam quy Cụ túc chung giới Bất phạm oai nghi Thực hành trong sa di luật nghi Ngoài ra quá cao không làm được Nếu đạt dẫn chải bốn nền móng này Chúng ta lấy được điều kiện này Ngài ngẫu ích thị hiện cho chúng ta thấy điều kiện thập nhất Ngài xuất gia thọ giới tỳ kheo Sau đó xả giới tỳ kheo Ngài là người học giới luật Biết giới tỳ kheo chắc chắn không đạt được nên bản thân xả giới tỳ kheo Để giữ giới sa di Suốt đời Tự xưng là sa di Bồ Tát giới Đây là gì? Đúng với sự thật Ngài đã làm được Có điều kiện như vậy Người ta đến thỉnh giáo Ngài Ngài niệm Phật tương lai giảng sanh Phẩm gì nào khiến Ngài vừa lòng Ngài ngẫu ít nói Tôi có thể giảng sanh Sanh đến cõi phàm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh là tôi mãn nguyện Hay nói cách khác Bốn nền tảng này Chính là để quý vị vững vàng Lấy được cõi phàm thánh đồng cư Hạ bối giảng sanh Hạ bối này là hạ tam bối Hạ phẩm thượng sanh Hạ phẩm trung sanh Hạ phẩm hạ sanh Đại sư Ngậu Ít nói tiêu chuẩn thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh Vì sao hạ phẩm hạ sanh đã mãn nguyện Hạ phẩm hạ sanh đến thế giới cực lạc Cũng là A Duy Việt Trí Bồ Tát Nguyện thứ 20 trong đại nguyện của Phật A Di Đà nói Giảng sanh đến thế giới cực lạc Đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát Không có nói Cõi phàm thánh đồng cư Hạ bối giảng sanh là ngoại lệ Không nói Không nói Tức là chứng tỏ Hạ hạ phẩm giảng sanh Cũng là A à duy diệt trí Bồ Tát Cần phải hiểu câu này nghĩa là gì? A à, duy diệt trí Bồ Tát là Pháp Thân Bồ Tát à, Hai người, người nào mới được gọi Bồ Tát quải thật báo Là A Duy diệt Trí Bồ Tát Chính là Sư 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Nói cách khác Bồ Tát quậy phàm thánh, thánh đồng cư Ở thế giới cực lạc Họ hưởng thụ đái ngộ Của Pháp Thân Bồ Tát Tôi nói như vậy mọi người sẽ dễ hiểu Cũng chính là nói trí tuệ, thần thông, đạo lực của họ Hầu như không có gì khác với Pháp thân Bồ Tát Nghĩa là giống với Bồ Tát của quải thật bảo Trong quải thật bảo đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát Phật A Di Đà Gia Trì đó chính là quảy phàm thánh đồng cư Và cõi phương tiện hữu dư Tất cả đều hưởng đại ngộ của A Duy Diệt trí Bồ Tát Điều này quả thật không thể nghĩ bàn Phần sau kinh này đều có nói đến Sinh về thế giới cực lạc được thù thắng như vậy Nói cách khác Chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc Thấy Phật A-di-đà liền có được năng lực như những vị Bồ Tát này Có cảm ứng đạo giao Với tất cả chúng sanh có duyên Khắp biến pháp giới hư không giới trong mười phương thế giới Chúng sanh nơi nào có nhân duyên với quý vị Họ gặp khổ nạn Họ hy vọng quý vị giúp đỡ Quý vị có thể hiện thân để giúp họ Nói pháp cho họ Có năng lực này Hiện thân gì Như Bồ Tát Quán Thế Âm Tùy theo tâm chúng sanh Mà thị hiện ra như thế Họ muốn thấy Phật Quý vị liền hiện ra thân Phật Họ muốn thấy Bồ Tát Quý vị liền hiện ra thân Bồ Tát Hiện thân gì không phải theo ý mình Mà là ý của họ Hiện thân tùy theo ý của họ Ba mươi hai ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị đều có không phải do ta tu thành Mà nhờ oai thần bổ nguyện của Phật a di đà giá trị Quý vị sẽ có năng lực này Đây là điểm vô cùng thù thắng của tịnh độ Chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc Sẽ có năng lực này Đến thế giới cực lạc Nói cách khác Chúng sanh trong mười phương thế giới Như bạn bè thân thích Và thân nhân quý vị gặp thiên tai Quý vị đều thấy Nghe và nhận được những tin tức về họ Có thể giúp đỡ họ Hội sử lại nói Ngũ ác là nhân Cần khổ là quả Nương quả để khuyến cáo nhân Triển chuyển tương sanh Đời này đau Đời sau nóng Đều do nhân mà sanh Cả hai thuyết đều nói rõ về tương sanh nhưng không nói rõ về nghĩa triển truyền Ý nghĩa tương sanh đã nói rất rõ ràng Chưa nói rõ về triển truyền Ngài tịnh ảnh, cảnh hưng và giọng tây đều nói rõ Trong chú dạy của ba vị tổ sư này có điều đầu tiên nói về làm ác sanh ra đau khổ thiêu đốt thứ hai nói về thiêu đốt sanh ra ác độc đau đớn đây là gì trong nhân có quả trong quả có nhân đây gọi là triển chuyển hay nói cách khác ở đây nói rõ về chân tướng trong lục đạo lục đạo quá khổ Vì sao vậy? Vì hoạt nghiệp khổ Triển chuyển tương sanh Nhân bất thiện Sẽ mang đến ác báo Lúc nhận ác báo Không cam tâm Không tình nguyện Oán trời trách đất Lại tạo nhân ác có người nào khi thọ báo khổ mà cam tâm tình nguyện thật sự không oán trời không trách đất tự mình phản tỉnh thay đổi bản thân hai người này rất ít gặp một chút không như ý là oán trời trách đất Như vậy tội này ngày càng nặng Vì sao ngày nay chúng ta gặp đại nạn này Không có gì khác Đây chính là ác nghiệp tích lũy từ nhiều đời trước Tích lũy quá nhiều Nên bây giờ bộc phát Có thể trách người khác chăng? Không thể Dù thảo quả lớn đến đâu Cũng không thể cam tâm, tình nguyện, lãnh chịu Bản thân tôi tạo ra Nên tôi phải gánh lấy Như vậy mới có thể tiêu nghiệp Không cam tâm, không tình nguyện Phiền phức sẽ rất lớn Đời đời kiếp kiếp Đều phải gánh chịu Thiện nhân thiện quả, ừ. ác nhân ác quả Không sai chút nào Đây là chân lý Đây là chân tướng sự thật Tám độc Chính là tham sân si mạng nghi trong lòng chúng ta. Là nhân của tất cả quả báo bất thiện. Nếu không đoạn trừ, nhổ sạch nhân này, cái ác tạo ác của chúng ta, nghĩa là sát đạo giám vọng sẽ không đoạn tiệt. không đoạn tuyệt được, được sát đạo giám dòng thì khổ bao của địa ngục Ngã ngạ quỷ súc sanh mãi mãi không dừng đây là oan oan tường bạo không bao giờ dứt Hiện nay chúng ta ở thế gian này Chịu những đau khổ Đây là quả báo hiện đời là thống Nhưng sau khi chết Đọa vào trong tam độ Chính là thiêu Thiêu là địa ngục Nói thật Địa ngục rất dễ dào Nhưng lại khó ra được Chúng ta chỉ cần hiểu rõ ràng, minh bạch Về một trăm loại quả báo Niệm Phật của Đại sư Quán Đảnh Quý vị sẽ biết trong cuộc sống hàng ngày tới tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác Có bao nhiêu ý niệm Bao nhiêu tâm hành bất thiện Tương ưng với ba đường ác Như vậy quý vị sẽ biết Tưởng rằng chúng ta không tạo sao Không ai dám nói lời này Vừa đối chiếu liền rõ ràng Thật sự học Phật Tu học Đại Thừa Tu học tịnh độ Nói với quý vị là thật Không phải giả đó là hiện tượng gì Buông bỏ dạng duyên ở thế gian này Trong lòng chỉ có Phật A-di-đà Nhất hưởng chuyên niệm Ngoài ra không nghe không hỏi Ai làm được các ông bà cụ ở nông thôn làm được điều này trước đây thầy lý thường nói với tôi thầy nói tôi muốn học nhưng không học được câu này có ý gì phần tử tri thức không bằng các ông bà cụ các ông bà cụ thật sự buông bỏ phần tử tri thức chỉ nói nhưng không buông được chúng tôi tận mắt chứng kiến một trường hợp Khoảng hơn 40 năm trước Có một bà cụ ở làng Tướng Quân Cao Hùng Niệm Phật ba năm bà đứng dậy dạng sanh Đây là thật không phải giả Giảng kinh thuyết Pháp suốt một đời khi giảng sanh là nằm giảng sanh không phải đứng giảng sanh người ta biết trước giờ chết bà cụ này quý vị nói bà không có trí tuệ chúng ta cảm thấy bà quá tuyệt vời quý vị xem bà giảng sanh sợ người nhà quấy nhiễu nên không nói với ai không nói với người nhà lúc giáng sanh là buổi tối bà biết thời gian khi ăn cơm tối bà nói với con và dâu mẹ đi tắm các con ăn trước nói xong bà liền đi tắm con và dâu bà rất hiếu thảo đợi mẹ tắm xong Cùng ăn cơm Không ngờ đợi rất lâu Vẫn không thấy bà cụ ra Liền đến phòng xem Quá thật bà vừa mới tắm xong Gọi bà không trả lời Sau cùng tìm trên điện Phật Thấy bà áo quần rất sạch sẽ Mặc áo tràng Cầm sâu chuỗi đứng đối diện tượng Phật gọi bà không trả lời nhìn kỹ lại thì bà đã ra đi đứng như vậy ra đi không có bất kỳ ai làm phiền bà cách nơi chúng tôi ở không xa năm đó tôi đang dạy học ở phật quang sơn Phật Quang Sơn có một người làm công Chính là người làng tướng quân Là hàng xóm của họ Nói với tôi là tận mắt chứng kiến Anh ta khuyên chúng ta niệm Phật Niệm Phật là thật Không phải giả Tận mắt chứng kiến giảng sanh À, Quả tờ quá sức thu thăng Người này làm chứng chuyển cho chúng ta Chứng chuyển trong tam chuyện Pháp Luân Chúng ta là khuyến chuyển Còn bà là chứng chuyển Chúng ta thực hành những gì nói trong kinh giáo Cho người khác thấy Đó là thị chuyện Thị hiện Nói rõ ràng, nói minh bạch là khuyến chuyển bà giảng sanh biểu diễn cho chúng ta thị làm chứng chuyển cho quý vị điều này không phải giả vì sao bà làm được như vậy đã buông bỏ không có gì khác chúng ta rất rõ ràng minh bạch buông bỏ là có bản lĩnh chúng ta sống trong hoàn cảnh hiện tại quý vị có thể không buông bỏ ư không buông bỏ là sai quý vị buông bỏ nói với quý vị thiên tai không có thế gian có thiên tai là người khác người chưa buông bỏ có thiên tài người buông bỏ không có người buông bỏ tùy thời có thể đến thế giới cực lạc họ nắm chắc không có chướng ngại phải buông bỏ hết tất cả thân tâm thế giới đều không thể mang theo đến thân thể đều buông bỏ không nên chập trước trong lòng chỉ có phật a di đà ngoài phần A với đà ra thì không có gì khác nữa người này được đại tự tại yên tai ập đến họ giống như đang xem tivi như đang xem phim vậy tôi đưa ra ví dụ này là thật không phải giả Trong tâm họ an Tâm họ tự tại Không khởi tâm không đồng niệm Thấy điều gì? Thấy hiện tượng tự nhiên Hiện tượng đại tự nhiên giữa vũ trụ thế nghiệp nhân quả báo không sai chút nào họ thấy những điều này hội sứ là chú giải của đại sư người nhật ngũ ác là nhân cân khổ là quả Cần khổ là gì? Là quý vị đang tạo nghiệp Tạo nghiệp rất cần cù Tạo nghiệp ác cực nặng Quý vị hưởng thụ không phải vui Mà là khổ Y quả khuyến cáo giới triển chuyển tương sanh. Quả là tam đồ. Nhân là tam độc tham sân si. Quả là địa ngục ngà quỷ súc sanh. trong nhân có quả trong quả có nhân trong đời này thấy họ đau khổ sau khi chết họ chịu khổ báo trong tam đồ ngài giọng tây nói Đầu tiên nói rõ về điều ác sanh ra Đau đớn, thiêu đốt Kể đến là nói rõ Về thiêu đốt, sanh ra ác và thống khổ Ác nghiệp cảm thọ à, quả báo hiện tại là đau đớn Đời sau bị thiêu đốt trong tam độ Sau đó mới nói đến trong địa ngục Đóa lạc vào trong địa ngục Lại sanh niềm ác Lại chịu Thống khổ Không gặp được Phật Pháp Sẽ không biết tỉnh ngộ Tạo ác nhưng không cam tâm, không tình nguyện thọ báo. Đặc biệt là thấy người khác. Người có tạo việc ác lớn hơn tôi. Vì sao họ không bị báo ứng? Khi bị báo ứng lại nói ông trời không công bằng. Liền sanh bực tức, khởi oán hận. Đâu biết rằng người đó tạo nghiệp ác. Đời trước của họ Ở trước chúng ta có học đến Đời trước họ tu phước báo lớn Bây giờ phước báo của họ vẫn chưa hưởng hết Nên phước báo này đang hỗ trì họ Khi họ hưởng hết phước báo Thì những tội nghiệp họ đang tạo liền hiển tiền Không phải không có báo ứng Mà do chưa đến lúc trong đời quá khứ quý vị không có phước báo lớn như vậy Nên tạo một chút tội nghiệp Tội báo liền hiện tiền Vấn đề chính là như vậy Ta không hiểu rõ chân tướng sự thật Sao có thể oán trời trách đất Oán trời trách đất Tội rất nặng Hàm oan một người tội đều rất nặng Quý vị hàm oan Phật Bồ Tát Hàm oan Thánh Hiền Nhân Tội này không thể tưởng tượng được Tên nạn nói Ban đầu nói rõ từ ác sanh đau đớn sanh thiêu đốt bên dưới lại nói từ thiêu đốt sanh ác sanh đau đớn Cảnh hưng ý cũng như vậy Là do ác mà sanh ra Đau đớn thiêu đố Hổ tương triển chuyển mà sanh Ác sanh đau đớn thiêu đố Nên đọa vào ác thú Nhưng chúng sanh trong ác thú Tam độc lan tràn Câu này nói rất hay Tham sân si càng khủng khiếp hơn Tham sân si của nhân gian thật đáng sợ Tham sân si của đường ngạ quỷ còn đáng sợ hơn cõi người Nên thiêu đốt lại sanh ác khổ đau đớn Như gà đẻ ra trứng Trứng lại sinh ra gà Hai bên triển chuyển mà sanh Đến lúc nào mới dừng nghĩa là dừng lại không có lúc dừng lại hiện tượng này vô cùng đáng sợ bên dưới nói dám phạm những điều này đây là điều ác dám phạm điều ác đương nhiên diễn diễn chuyển chuyển trong đường ác thú cho nên nói, đương nhiên phải trải qua ác thú. Lịch là trải qua, ác thú là làm ác tự chiêu cảm quả báo. Nên đưa ra tướng của quả báo để khuyến cáo chúng sanh, khiến dân các nhân ác. Lời này nói rất rõ ràng. hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta không dám làm ác nữa biết làm ác chắc chắn không ra khỏi ba đường ác phải trải qua đường ác thú do đó chúng ta biết làm ác là tự chiêu cảm lấy quả báo Nên không dám làm ác Không thể làm ác Không dám tự chiêu Chúng ta muốn cải thiện hoàn cảnh của mình Hy vọng đời đời kiếp kiếp Không gặp những quả báo bất thiện như vậy thì cần nên đoạn ác tu thiện đoạn ác tu thiện bắt đầu từ đâu bắt đầu từ chỗ xuyên năng học tập đệ tử quy Vì sao vậy? Hiểu thân tôn sư là căn bản lớn của thiện pháp thế xuất thế gian. Nếu không bắt đầu tu từ căn bản thì diễn diễn không thành công. Tu từ căn bản chính là nỗ lực thực hành đệ tử quy. Trước thực hành sự Sau thực hành lý Nếu không thể thực hành trên sự Thì lý không thể thấu triệt Vì sao vậy? Vì những gì chư Phật Bồ Tát Cùng chư vị tổ sư nói Có thể nhiếp thọ nhân tâm thông thường chúng ta giảng kinh dù nói hay đến đâu lưu loát đến đâu nhưng không thể nhiếp thọ nhân tâm nguyên nhân do đâu các ngài có căn bản công phu tu hành nên họ làm được làm được thì ngôn ngữ đó sẽ hiển lộ ra từ trong chân tâm hiển lộ ra những thứ hiển lộ từ chân tâm có thể cảm động người khác không làm được những gì quý vị nói ra là từ trong miệng ra Không phải chân tâm Là từ đâu? Là từ trong học vấn hiển lộ ra Đó là giọng tâm Không phải chân tâm Chỉ có chân tâm mới thật sự cảm động người Cảm động thiên địa quỷ thần Cảm động sơn hà đại địa Đây là chân tâm quý vị không làm chính là dụng tâm khác nhau chân tâm không có gì khác chính là y giáo phụng hành y giáo phụng hành là chân tâm học mà không hành là giả không phải thật đây chính là tập khí của các nhà chuyên gia học giả thế gian chúng ta thường loại phật học nho học đạo học đây là không hành trì thực sự hành trì đó là học nho học phật học đạo đây là thực hành thực sự giữ được ngũ giới thực hành đúng lục ba la mật đây chính là bồ tát nếu thập nguyện phổ hiền 48 nguyện của Phật A Di Đà cũng làm được Họ là Phật Từ Bồ Tát lại nâng lên được một bậc Họ là Phật Mười nguyện phổ hiền Và 48 nguyện Là hạnh nguyện của Như Lai Quý vị thực hành hạnh nguyện của Như Lai Sao không phải là Phật được à, Thực hành đệ tử quy quý, Cảm ứng thiên Quý vị là thánh hiền của thế gian à, Thực hành tam quy ngụ giới thập thiện Sa di luật nghi Quý vị là tiểu thánh trong nhà Phật Thật sự phát tâm Bồ Đề Thực hiện tâm Bồ Đề Như vừa mới nói Thực hành lục hòa, lục độ Mười nguyện phổ hiện Quý vị là Bồ Tát Nên cấp bậc này tự nhiên nâng cao lên Chúng ta đều rõ ràng minh bạch Hiểu rõ ràng minh bạch rồi sẽ thực hành Thực sự thực hành nó vào trong đời sống Như vậy thì toàn bộ thiên tai đều được quá giải Quý vị có bị ảnh hưởng thiên tai chăng? Không bị Thiên tai đến thật sự Thân thể bị quỷ diệt theo thiên tai Còn quý vị định thị giới cực lạc Phật A-di-đà biết Ngay lúc này Ngài hiện thân tiếp dẫn quý vị Nên quý vị không bị thiên tai ảnh hưởng đạo lý này không thể không biết không hiểu chúng ta học phật đều là giả uổng công hoặc ngay trong đời này cho đến thể hiện cho chúng ta thấy. Đây là đoạn nhỏ thứ hai. Hoặc là đời này trước bị bệnh hoạn tai ương. sanh tự bất đắc thể hiện cho đại chúng thấy. Đây gọi là thống Nói, nói rõ về ngũ thống. thống Đây là thống Cho đến qua báo trong hiện đời Quả báo của đời này Bị tức là lãnh chịu Bệnh là tật bệnh Các nghiệp bệnh Đây gọi là bệnh nghiệp chướng ừ Ương là tai ương Quả hại như thiên tai Của nước và lửa Như quả của hình phạt vân dân Đều là nghiệp chướng Quý vị ở trong thế gian Hiện tại chịu bệnh khổ Những điều này chúng ta tận mắt nhìn thấy Lúc tôi mới học Phật Lúc này đã xuất gia Và giảng kinh Có một tiếng chung theo tôi nhiều năm Cũng là một vị đại gia ở Đài Loan hiện nay gọi là một nhà kinh doanh lớn rất nổi tiếng ở đài loan ba cô ta chính là chủ tịch của công ty này Cô ta nghe tôi giảng kinh đã nhiều năm Là đứa con dâu thứ hai của ông ấy Lúc tuổi già Ông này bị bệnh Mắc bệnh người già Nằm liệt trên giường Chỉ còn thoi thóp Ba bang y tá thay nhau chăm sóc ông Tôi nói với người nhà họ Nhưng họ không tin Tôi khuyên họ nên Đem tiền dùng vào việc thuốc men này Đem số tiền lớn đó đi bổ thí như vậy ông ta sẽ có hai hiện tượng Thứ nhất nếu thọ mạng ông ấy còn sống Thì ông được lành lại bình thường Còn nếu như ông ta đã hết thọ mạng Thì ông sẽ ra đi nhẹ nhàng Không còn chịu khổ nữa Nhất định xuất hiện hai hiện tượng này Nhưng gia đình họ không tin Quý vị xem Mỗi ngày có ba bàn y tá Thay nhau chăm sóc Một bàn khoảng hai người Vì gia đình ông có tiện mỗi ngày chi tiền thuốc men trị liệu quá là không ít gia đình bình thường không làm được nhưng ông bệnh như vậy mười mấy năm mới chết lúc chết đến người nhà cũng không nhận ra ông chết rồi đi về đâu chúng ta đều rõ ràng là ông đi vào trong tam đồ tài sản nhiều như vậy ông ta hưởng thụ là nằm trên giường bệnh hưởng thụ hưởng thụ như vậy suốt mười mấy năm đây là hiện tượng mà chúng tôi tận mắt chứng kiến Bởi thế thiện ác quả báo không thể không biết Ngày nay, không những có bệnh khổ, mà còn có thiên tai. thiên tai này các nhà khoa học dự đoán là chưa từng có trong lịch sử trong lịch sử trước đây chưa từng phát sinh thiên tai nghiêm trọng như vậy chúng ta không thể không cảm giác nên ứng phó như thế nào đó chính là đoạn ác tu thiền phát tâm bồ đề nhớ hưởng chuyên niệm như vậy là đúng Xem tiếp đoạn văn bên dưới Người làm ác Trong đời hiện tại Hoặc sanh bệnh nặng Hoặc bị tai họa Cầu sanh không được Cầu chết không xong Ưu khổ dạng phần Không thể ra khỏi Nên gọi là Sống chết không được Bên dưới nói Thể hiện cho chúng sanh thấy Hiện rõ quả ác này Phổ biến khiến cho tất cả chúng sanh đều thấy được Khiến họ biết nhân quả không sai Mà sanh lòng cảnh giác sợ hãi Những điều này Trong xã hội hiện tại Khắp nơi đều có thể nhìn thấy Thấy rồi như thế nào? Thấy nhưng chúng ta bị trơ như gỗ đá. Thấy nhưng như không có chuyện gì. Đó là việc của người ta không liên quan đến tôi. Không có cảm xúc. Nếu là Bồ Tát, tính cảnh giác của Bồ Tát rất cao. nhìn thấy quả liền nhớ đến nhân nhìn thấy nhân liền nghĩ đến quả thấy quý vị hiện nay tạo tội đây là nhân sẽ biết được quả bảo trong tương lai nhìn thấy những gì quý vị hiện tại đang lãnh chịu liền biết được nhân quý vị gây ra trong quá khứ đây là người hiểu rõ là người giác ngộ cho nên người thấu hiểu ở trên thế gian này sáu căn tiếp xúc với sáu trần đều tăng trưởng trí tuệ người mê hoặc lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần sanh phiền não sanh tham sân si mạng nghi sanh oán hận não nộ phiền làm những việc sát đạo dâm vọng Đây là người mê hoặc Người giác ngộ không như vậy Người giác ngộ lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Đều tăng trưởng trí tuệ Lúc nào cũng phải cảnh giác bản thân Tội tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác Đoàn chánh tâm niệm Đây gọi là tu hành Bồ Tát Gọi là phát tâm Bồ Đề Bên dưới nói Hoặc khi lâm mạng chung Đoá vào ba đường ác Cho đến quả báo đời sau Nói rõ về ngủ thiêu Tạo ra ác nghiệp Nhất định đọa vào ác đạo để thọ báo Ác đạo từ đầu đến Hiện nay chúng ta đã rõ ràng minh bạch Ác đạo là nghiệp ác của bản thân biến hiện ra Tự nhiên biến hiện ra Ngã quỷ, súc sanh Địa ngục không ai thiết kỵ Không có ai kiến tạo Toàn là nghiệp báo hiện tiền Bản thân chúng ta bình tĩnh tư duy quan sát Ngày nay chúng ta ở trên thế gian này Những cơ duyên trong đời này Cũng là nghiệp báo bản thân chiêu cảm nên Không có ai lên kế hoạch Không có ai thiết kế Không có ai chế tạo Quý vị phải thấy rõ ràng Phải nghĩ minh bạch những gì trong kinh nói Chúng ta sẽ lạy sát đất Thật sự khâm phục Không những không còn hoài nghi Mà hoàn toàn tiếp nhận Hoàn toàn tin tưởng những gì Đức Phật nói Quả là không sai Trong kinh nói Hoàn toàn là chân tướng sự thật Sầu thống Đây là hiện tại Sầu bi đau khổ Những gì hiện nay chúng ta nhận là Lo lắng Bị thương đau khổ khóc độc đó là sau khi chết chịu quả báo trong tam đồ thống khổ cực kỳ thê thảm đuốc nghĩa là bị lửa đốt nhiên là bùng cháy đây đều là nói quả báo trong địa ngục Hội sư nói Lửa đốt chính là diện mạo khủng khiếp Trong địa ngục quả Hình dung địa ngục lửa trong địa ngục Tự là do nghiệp của bản thân chiêu cảm nên Nên gọi là tự tướng lửa đốt Vậy thì con người không thể tạo ác. Tạo ác không có gì tốt đẹp cả. Vậy tại sao con người lại thích? Trong kinh có một ví dụ. Ví dụ liếm mật trên đầu dao. Lấy mật thoa trên một cây dao sắc bén Người ngu si thích sự ngọt ngào Nhưng nếm được vị ngọt Thì lưỡi cũng bị đứt Ví dụ này nói lên điều gì Một chút lời nhỏ trước mắt cũng mê hoặc được họ Họ liền dám tạo tội Khởi điều gì? Khởi tâm sát đạo dâm vọng Họ muốn tạo nghiệp Muốn đạt được chút lợi nhỏ này Dám làm những chuyện sát đạo dâm vọng Lợi họ đã đạt được nhưng nói thật là do số mạng họ có. Số mạng không có. Quý vị tạo tội nghiệp này sẽ không hưởng được lợi ích. Vì số mạng quý vị có. Đạt được lợi ích nhỏ này là do số mạng quý vị có. Sao phải khổ như vậy? Nếu không tạo nghiệp này, quý vị đã được chỉ chậm sau vài ngày. Còn như tạo nghiệp này chỉ đạt được sớm trước vài ngày Sao phải khổ như vậy Bởi thế nhân quả báo ứng Nó có nhân duyên Bất luận là thiện hay là ác, Nhân duyên thuần thuộc Thì quả báo liền hiện tiền Người thông minh có tâm nhẫn nại Duyên chưa chín mùi là bất đồng Đợi cơ duyên thuần thuộc Tự nhiên thu hoạch một cách tốt đẹp Như chúng ta trồng lúa trồng rau xanh Nhất định nhân duyên thuần thuộc Nó mới trưởng thành Mới được thu hoạch Khi chưa chín rộ Khi chưa chín mùi mà cắt vào Vậy là còn sống không thể ăn được Ăn như vậy sẽ sanh bệnh Thế nên cần phải nhẫn nại Có tâm nhẫn nại đợi chờ Không tham lợi nhỏ trước mắt Của bất nghĩa nhất định không được lấy Nếu lấy sau đó chắc chắn mang đến tai họa Hiện đời nhất định có ưu bi khổ não Sau khi chế chịu quả báo Trong tam đồ Sao phải khổ như vậy? Thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch. Họ mới thật sự tin tưởng nhân quả, nghiệp báo, không sai chút nào. Chắc chắn không dám làm ác. Không dám làm ác. Không phải nói ác không dám làm, mà ngay niệm ác cũng không sanh khởi. Đây thật sự là có trí tuệ Thật sự là người thông minh Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật